Đã có thông báo là cách ly thì mình sẽ phải cách ly xa trung tâm này còn 40 cây số. Thôi cẩn thận, dịch. Cuối cùng thì mình đã về đến Việt Nam rồi, và ngay lúc mà mình đang nhập cảnh thì mình đã bị giữ lại tại vì đã đi qua Ý. Châu vừa khóc một trận rất là dài. Bây giờ mình sẽ đi đến khu vực cách ly. Khóc sưng rất là mát rồi. Yeah. Nhật ký 14 ngày. Mọi người nhớ like, comment và share cho tụi mình nhé. Ừ, cảm ơn mọi người. Và cuối cùng thì mình đã đến được khu cách ly. Và thật sự là bây giờ là Châu kiệt sức hoàn toàn rồi. Bởi vì cả đêm vừa rồi là Châu không ngủ. Bây giờ là ở Milan, ở Paris là 8 giờ sáng rồi. Mình thức trắng đêm. Và lúc mà mình hạ cánh là 7 giờ sáng Việt Nam. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Kiệt sức. Cuối cùng thì sau khi mà làm tất cả thủ tục này, rồi cách ly, rồi khử trùng, đo thân nhiệt, tất cả mọi thứ, rồi lấy thông tin, và bây giờ mình không thể nói nữa tại vì mình phải ngủ một cái đã. Mình hết sức rồi. Ôi, quên mất là mình còn ăn từ 5 giờ chiều ngày hôm qua. Sắp một ngày tròn không ăn gì rồi. Ở đâu cũng vậy. Đầu tiên là tôi sẽ chọn một cái giường phải gần cửa sổ nhất, có ánh sáng, sẽ làm mình khỏe hơn rất là nhiều. Ra Châu thấy là mọi thứ đều rất là sạch sẽ. Mai Châu sẽ đi bộ buổi sáng ở đây. Hôm nay thì Hạnh cũng chuẩn bị cho Châu rất là nhiều đồ để mang lên tận đây cho Châu. Đi rất là xa, 40 cây số lận. Cảm ơn Hạnh nhá. Và đã 24 tiếng Châu không ăn gì. Tại vì hôm qua Châu nghĩ là Châu sẽ ăn ở trên máy bay một chút thôi, xong Châu sẽ về nhà, buổi sáng Châu sẽ đi ăn sáng. Anh ngờ là nhịn luôn đến chiều bây giờ. Mama. Có mì omachi này, trái dừa, Châu rất thích uống dừa. Trời ơi, yêu quá. Châu có sách ở đây rồi. Yay, sẵn sàng. Love you. Yes. Trong phòng của Châu lần này là chỉ có 2 chị em thôi. Chị Phương thì đi học ở Ý nên là cũng vào cùng phòng với Châu. Và đây là giường trống nên là mình có chỗ để tập rồi. Cái dây tập thì lúc nào Châu cũng mang rất là nhiều ở trong vali. Mình chỉ cần cột nó vào cái thành là mình có một cái dây để tập tay, tập chân và giãn cơ rồi. Tập thôi. Đi cua nào. Có ai nhớ bài tập chân của Châu không? Đợt này ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, tập luyện đầy đủ. Bình thường là ở nhà chỉ có khoảng 1 tiếng một ngày tập thôi. Đây là có nguyên ngày tập. Chắc là đợt này về người đẹp lắm, hoặc là rất béo chứ không thể gầy đi được. Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ lắm. Video là chắc không nên quay mặt Châu, tại vì lúc nào mặt Châu thế này này, mặt Châu thấy rất là sướng, tại vì chắc đây là lần đầu tiên mà 2 tuần liên tục Châu không phải make up. Lần vừa rồi đi là make up liên tục là Châu cảm thấy là da mình nó phát điên lên rồi, nó nổ vào da rồi ấy. Và có những lúc mà Châu bảo là Châu sẽ cố gắng dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn đấy, nhưng mà không thể. Và đây đúng không? Ông trời đang bắt mình phải nghỉ 2 tuần để hồi sức. Yeah. Đúng kiểu 9 giờ đi ngủ, 6 giờ dậy. Các Châu cảm thấy một ngày của Châu rất là dài và làm được rất là nhiều việc. Đây sẽ là một cái thử thách. Và đúng là The Universe đã giúp cho tôi làm điều này. Có một cái là nhà vệ sinh thì không có vòi hoa sen thôi. Và thôi chấp nhận nào, mình sẽ phải thử thách bản thân với nhiều cái mới. Thì Châu sẽ có hết nhà vệ sinh thật sạch sẽ. Lần đầu tiên trong cuộc đời là Châu cội đầu và tắm không có vòi hoa sen, cho mình phải để một cái chậu nước ở đây, xong rồi chui đầu vào cái vòi này, sau đó thì gội đầu. Châu cũng không có còn đủ sữa tắm cả dầu gội nên phải dùng chung, sau đó đi chui đầu cái quạt này để cho tóc khô. Yeah, quần áo đã được phơi. Chuẩn bị đến giờ ăn cơm rồi, 6 giờ là bắt đầu ăn cơm, xong rồi đi ngủ rất là sớm. Bây giờ Châu sẽ ngồi làm bớt việc cho công ty. Bữa tối đến rồi, bây giờ là 6 giờ chiều. Mà. Vừa có anh cầm 2 tờ giấy vào bảo là các bạn ở khu bên kia nhờ Châu ký. Vì đòi quá. Kiểu trông mình thế này mình ký cũng hơi kỳ. À không, các bạn ấy muốn trông ký ngay. Ok, nó chờ bút sang rồi. Đây, Châu đã viết được 2 tờ giấy và gửi cho anh. Anh tên là gì ạ? Anh Đạt. Và anh Đạt, thank you anh. Rồi, anh giữ sức khỏe nha. Thôi, cẩn thận, dịch. Yeah, bye. Và đây là người chị cùng phòng của tôi, Miss Phương. Đã là ngày thứ 3 Châu ở khu cách ly rồi. Giờ mình sẽ pha xê sủi để uống. Mọi người đừng quên là sức đề kháng rất quan trọng nha. Mình nên uống xê sủi vào ban ngày, tại vì uống buổi tối thì sẽ bị mất ngủ. Đằng nào cũng mất một công uống thì uống thật là nhiều nước. Buổi sáng nay thì Châu còn được bạn điều dưỡng tặng cho 2 ly cà phê sữa lận. Siêu hạnh phúc. Ở đây không có đá cho nên là có ly cà phê sữa đá ấm hết cả người. Ok, mình đang có plan, có rất nhiều cuốn sách mình cần đọc. Và đây đúng là một cái thời điểm tuyệt vời. Tiếp tục thôi. Giờ ăn tới rồi. Ôi, sau bao lâu trở lại với chiếc bàn thân yêu của Châu, Hạnh đã tiếp tế và mang tới cho Châu. Thầy Hiếu đi xe mang tới lại 40 cây số nữa. Cảm ơn thầy Hiếu nhá. Củ dền và nước rau. Giờ bây giờ Châu làm việc nhá các bạn ơi. Ngày thứ 3 tuyệt vời mà Châu rất là vui lắm rồi ấy. Kiểu mình nghĩ ra bao nhiêu thứ để làm. Mình còn đang có rất nhiều việc cần làm nữa, tại vì mình chuẩn bị mở công ty. Bây giờ mình sẽ làm ngay đây các bạn ơi. Chào buổi sáng ngày thứ 4. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3. Ngày hôm nay Châu vừa mới dậy một cái thì có một bạn điều dưỡng mang bông hoa đến tặng Châu. Sau một hồi Châu đánh răng rửa mặt dậy thì được tặng thêm một bông nữa, đáng yêu vô cùng. Được ngủ nướng dưới nhà Hà Tòng, rất sướng, chưa được người được ngủ nướng nhiều như thế. Bây giờ mình sẽ ăn sáng. Đang nghe nhạc của ai đấy? Ba ly hả? Ba ly. Để em muốn, em uống 2 ly. Em cũng yeah, Châu đã có cà phê mới. Thank you. Bữa trưa ngày thứ 4 của Châu. Chúc ăn ngon ở tiếng Hàn là gì ạ? Chúc ngon miệng ở tiếng Hàn. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Ở Korea. Ông 맛있게 드세요. Cherry với nho xịn lắm. Bạn con gửi vào cho con. Thật ngon. Rồi. Thích thế. Này, rồi nho này. Dạ. Rồi. Dạ. Phải chỉ gì nhá, xong mỗi ngày nó đọc nhá. Vâng. Ăn cơ bản. Ăn cherry. Đây ăn cherry. Sóc à? Thế lỗ rồi. Cả nhà ở đây luôn à? Vui hả? À, sushi à? Su à? Ta thấy mặt bánh ăn to luôn. Này bà đấy có kỳ béo. Đó uống. Này ăn này, ngủ này, sẽ đọc sách này. Thiền này, tập này, ăn ngủ đọc sách thiền tập đây, cứ cả ngày thế thôi. Xin chào, hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi. Bây giờ đã là 9:30 sáng. Châu ngủ quá trời nhưng mà các bạn dưỡng là các bạn điều dưỡng là mình Châu ngủ á, đã thương quá cho Châu ngủ luôn. Châu ngủ ngon quá. Đồ ăn thì em cũng 3 tiếng hơn rồi. Chắc là mình nguội nhất rồi. Tôi về ra rửa mặt xong này. Hôm nay mình khỏe lắm, tại vì hôm qua Châu ngủ rất là muộn, khoảng 2 giờ Châu ngủ. Thì Châu ngồi nghe cái bài học về cuộc sống. Sau đó mình nghĩ là mình nghe thì mình sẽ dễ ngủ, ai ngủ mình bảo bên mình nghe mình tập trung quá. Mình không ngủ luôn. Anh có người yêu chưa? Hả? Anh có người yêu chưa? Chưa. Châu sắp mở công ty. Ôi, có đồ ăn gì đây? Ui, thịt kho. Châu thích thịt kho lắm. Rồi, Châu ăn nữa nhá, bye mọi người. Báo cáo bạn Châu, ngày thứ 5, bữa tối. Và mình vừa mới tắm gội xong này, lau hết cả phòng này, mình vừa giặt quần áo xong rồi này. Bây giờ mình sẽ bật một chương trình để mình ngồi mình coi. Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt, tại vì hôm nay là sinh nhật của anh Duy. Bình thường thì Như năm trước Diệt Duy, là Châu với cả những cái thứ du lịch này hoặc là sẽ đi ăn với nhau. Năm nay thì ở đây rồi, tôi hơi buồn một chút. Đợi khi nào mà Châu ra khỏi đây thì Châu sẽ đi ăn bù với anh Duy. Happy birthday anh! Love you! Ăn uống thế nào? Ăn uống thoải mái, rất ngon lành ạ. Cảm ơn chị nhé. Đây là bác sĩ sẽ tới khám cho mình 2 lần một ngày. Lúc đó bác sĩ cũng hỏi tận tâm là có đau họng không, có sốt không, rồi sẽ khói độ cho mình. Và có bất cứ triệu chứng gì thì chúng mình sẽ được đưa xuống để điều trị ạ. Đúng rồi, để khám, xét nghiệm luôn. Lúc nào như vậy hết á mọi người nhìn thấy được cuộc sống của Châu. Xin chào. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Hôm nay Châu dậy lúc 8 giờ sáng. Vừa mới dậy một cái đã thấy có 2 ly cà phê ở trên bàn. Cảm ơn bạn điều dưỡng rất là đáng yêu. Chắc là mọi người sẽ thấy là ồ sao nhiều đồ nhựa thế. Mình sẽ hạn chế thôi, mình sẽ chỉ hạn chế thôi. Những cái đồ này là đều được khử trùng trước khi mang vào phòng Châu. Bản thân Châu không được mang đồ của Châu ra ngoài để đựng. Châu chỉ được trong này thôi, mọi người sẽ mang đồ vào Châu. Họ được về rồi. Hết cả dãy luôn. Bye bye mọi người. Chúng tôi vẫn đang đứng thèm thuồng. Hạnh lại gửi đồ ăn vào Châu mà Châu đã bảo đừng có gửi rồi, Châu lại phải ăn. Hôm nay Châu ngồi trả lời phỏng vấn này, trả lời báo này, làm công việc cả ngày. Vừa rồi thì mình vừa lên VTV 6, VTV 1. Cảm ơn mọi người đã đưa tin cho Châu. Và hôm nay thì vừa lên một cái MV mới với cả anh Justary, với cả chị Tiên Tiên. Mọi người nhớ coi nhá. Có ai trời là xin một ly đá, xong rồi anh điều dưỡng mang lên Châu cả một túi thế này. Lý do mà Châu ngày nào cũng update rất là thường xuyên là bởi vì ở ngoài kia có rất là nhiều những cái thông tin mà Châu nghĩ là nó chưa chính xác và nó chưa có một cái hình khách quan. Bản thân không thể nào mà thật bằng một người đang trải qua những cái cuộc sống thế này. Vậy nên là rất là mong mọi người hãy lắng nghe Châu, mọi người hãy tin tưởng Châu và hãy cùng nhau chung tay vì cộng đồng cũng như là hợp tác tin tưởng hoàn toàn vào Bộ Y tế và chỉ thị của nhà nước. Chúng mình sẽ một người vì mọi người và hãy cùng nhau mạnh mẽ vượt qua thời gian này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và bye bye. Sắp tới Châu sẽ được bỏ khẩu trang ra và nói chuyện với mọi người để mọi người nhìn được mặt Châu hơn. Bây giờ thì tạm thời vậy nhá. Bye bye.